Phan Miwan Roman của Maxe. Phan Miwan Roman Maxe là quân của bên phía Hà Nội. Còn đây là Kata của cầu thủ Tiền Long. Vô thường cầm AC. Tôm cầm Summer và Gunny sang đây rồi. Vâng. Cầu thủ Gunny cuối cùng cũng được cầm quân tuyển. Sau những chuỗi trận mà anh cầm toán Grick cho Son bây giờ nó là sao? Và Gunny đang cho thấy khả năng mà anh chuyển sang thế đã đánh cung của mình luyện từ trước đến giờ và quyết định là đánh một bài tàu, một bài theo đúng kiểu tàu ăn gỗ trước. Đóng hết đang cái gì đây? Pima. Hoàng Mai Nhi lại đi connect. Ôi sao anh biết đi connect đúng thời điểm thế hả trời? Vâng thôi chọn lại quân, không vấn đề gì. Chúng ta cùng chờ tí và đến với trận thi đấu lại thôi. Ủa nhà của Gunny có hai bãi quả gần nhau. Vâng sang có hai quả gần nhau như này thì đừng có hỏi vì sao. Chúng ta cùng chờ tí. Vâng sẽ quay lại với trận thi đấu thứ hai này ngay sau đây thôi. Và không khí của Dũng An, Dũng An 3 bây giờ nó quá nóng rồi. Tôi cũng đã phải cởi cái áo khoác của mình ra rồi. Và thậm chí mà tí nữa mà nếu như còn đông khán giả nữa thì có lẽ là mặc áo da luôn. Như vậy là các cầu thủ Thái Bình quyết định là chơi fair play và random lại hết. Vẫn là ekip của Gunny. Bên kia Kata, Perpan và Miwan 4 chém. Kata, Perpan và Miwan là quân của Hà Nội. Vô thường cầm Kata. Tôm cầm Greg. Tiểu Bạch Long Greg. À thì cũng ngang phèo. Và có mỗi là mình là có cung giờ ekip của game thủ Gunny thôi. Nhưng bên kia thì có cung Miwan và có chém tuyển Pan. Vâng còn cả Pơ nữa thì phải. Nói chung là vâng không sao, đây là một trận giao hữu vui vẻ thôi nên là các game thủ của chúng ta quyết định là đánh random lại và Thái Bình đã thể hiện cái độ fair play của các anh. Chúng ta sẽ đến với ai? Đến với vâng phi thường đi. Kata đầu cánh bên này. Gunny được cầm một bài ekip và được đặt ở thế đầu cánh rất căng. Giá như mà vứt lùi đúng rồi, con dân đó sẽ không chết. Và nếu như mà lừa vứt được Gunny vào giữa ba nhà này và sát góc 3 giờ thì thôi không phải nghĩ luôn, kẹp giữa ba nhà chém thì bắn ra đầu cánh như này thì hơi căng. Tôi thì sao? Con voi kia làm gì đây? À một pha câu lắc rồi. Con voi này hình như nó đang phi thẳng sang nhà Tiểu Bạch Long. Chúng ta cùng quay sang máy Tiểu Bạch Long để xem một pha mà con voi nó chạy thẳng sang nhà của anh. Đâu rồi? Tiểu Bạch Long vẫn đang khua chuột ra để đón nhận nhưng mà mãi nó chưa sang. Không hiểu. Tôm. Vâng, anh Chip đang ngồi cạnh tôi, anh kêu là có kẹp xăm. Nhưng mà kẹp xăm ở tôi chưa nghĩ là không phải đâu. Bởi vì là đánh 100 trận thì đúng 1 trận là kẹp ở giữa 4 nhà. Khó lắm. Chúng ta cùng quay sang với nhà Tiểu Long xem con voi đã sang đến nhà anh chưa. Đây rồi. Vâng, món quà tôm dành tặng cho Tiểu Bạch Long. Thôi dừng lại đi không? Rồi, cuối cùng đã dừng lại cạnh cái bè.
Con voi này biết cách dừng ở vị trí đẹp đấy. Tôi lại cứ tưởng là cái con voi nó chạy một vòng quanh bản đồ nó về lại với nhà tôm, hóa ra là nó vẫn sang nhà Tử Long như kịch bản đã dựng sẵn. Một pha cầu voi siêu ảo của tôm. Mười tám trên 20. Nhà mình thì sao nào? Vâng, nhà có hốc đẹp bây rồi. Một cái hốc nhỏ nhỏ xinh xinh đủ để Gunny đánh một bài đánh cung. Bên kia có bơ có ban nên là không thể nào mà bò rộng được, phải bò nhỏ nhà mình và sẽ bung ra sau. Tôm đâu? 21 trên 24, hai voi về nhà. Sau khi mà anh tặng cho Tiểu Long một con voi thì anh vẫn còn hai voi. Bãi hiêu 6 con. Vô thường cũng có voi về nhà. Có quả phụ ở đây. Vâng, một chiếc BG ở trên dốc nhưng vẫn ăn được, không vấn đề gì cả. Đây là tôm. 23 trên 24. Có quả phụ rồi. Như vậy là đồ ăn của các game thủ của chúng ta đều đã đủ hết. Một trận tăng lở cao của tôm. Các anh sẽ đánh đúng như cái kịch bản mà các anh cầm hai trận cầm cho son như cái trong trận đấu đầu tiên. Và hai nhà trong cánh này sẽ là người mà dâng lời lên. Cá tha của bố Thường sẽ chém ở tại nhà. Thường đây, Thường sẽ đánh chém tại nhà và có OP thủ. Còn Tiểu Bạch Long và Tôm sẽ là người dâng lờ. Anh Long dâng lờ chưa? Không, chuyện này Tiểu Long quyết định là để cho Tôm ra chiến trường. Còn anh ở nhà, thủ phủ và chắc nhà. Chúng ta sẽ đến với Tôm. Vâng, màn đánh máy Tôm đang bị nhòe một chút. Có lẽ trận sau anh sẽ phải sắp ra và vào lại. Đây là BL. BL timeline. Vâng, như vậy là màu 6 và màu 7. Ban và Bơ lên đời rất sớm. Quýt và Tuti là hai người cầm Ban và Bơ. Đóng mờ đi thôi. Vâng, đóng mờ ở đây. Một trận cuối 10 đầu 11 của Tôm. Vâng, 10 phút 55 giây. 23 dân của Greg. Còn Tiểu Bạch Long. À đây là Gunny 26. Tiểu Bạch Long. Vâng, cũng răng lờ nhưng chỉ là một trận mà răng lờ phủ lên để trước cửa nhà của cái thủ Gunny thôi. Anh lại kích 11 rưỡi rồi. Vô thường chém tại nhà 25 dân và sẽ có B. Ngựa giò của game thủ vâng, ngựa giò của game thủ Michael Noel. Hai chiếc ruộng rất đẹp. Và con ngựa giò đây rồi. Nhà của Pơ. Như vậy là Pơ sẽ ăn đầu cánh này. Tuti đang cho rất nhiều dân ăn vàng. Có vẻ như anh đang vào muộn. Thì như là kéo dân về đào vòng muộn. Nên là muốn để cho nhiều dân ăn để sóc đều một tuần đầu tiên thôi. Thì ai đừng đó là BB. Một pha ướm thử rồi. Xếp lại cái cạnh BB và cánh rừng. Vô thường. Một con lạc đà nữa của Tuti chạy thẳng vào bãi ruộng, bãi quả của cái thủ vô thường. Vâng, và như vậy là vô thường sẽ chết một vài dân nữa thôi. Đây là Tôm, chưa đóng xong L2. Căng rồi. Giữ dân đấy Tôm ơi, cố lên. May quá. Vâng, con dân đó không chết. Nếu như chắc cú thì có lẽ anh phải lên chơi hai cái e hai đầu. Đây là dân của Tuti. Tuti đang chắc cú và chui luôn một đạo dân vào nhà của Hoàng Mai Nhi. Để Hoàng Mai Nhi còn có một phanh ruộng và thủ luôn cho cả Tuti luôn. Các thủ bên phía team của Hà Nội đang thi đấu phải nói là rất là đồng đội với nhau. Cả anh đang ôm nhau mà sống và tí nữa thì chết chung với nhau. Thế người ta gọi là có phúc cùng hưởng mà có họa thì cùng chia. Vâng, sống thì cùng sống mà chết thì cùng chết.
Vô Thường đang chém tốt vào những con dân của cái thủ Tuti. Vâng, Tuti chạy đâu? Cứ có phù thôi là đẹp rồi. Bây giờ thì Tuti đang không biết chém ai. Vâng, chém nhà tôm thì tốt, cũng dâng lờ đi ăn hoàng. Chém nhà thửa lòng cũng hứa. Còn nhà của Vô Thường thì bất khả xâm phạm với những con là bơ rồi. Vào đây thì ăn hết ngay. Đang đi bị chém chưa? Ui, 36. Có cung đẩy đi. Chưa ai làm hại được anh. Đây là ban của cái chủ cam quýt. Tất cả con cường cứ đứng lại, còn 3 con chạy. Đấy, đúng rồi. Vâng, quýt chủ động và đem luôn cả hai cái trước để chạy. Hãy chú ý cái cánh rừng này, cũng cũng nhanh thôi. Đây là tôm, 18 trên 40. Có phù anh ơi. Ôi thôi, vâng. Mất cả chì lẫn chài rồi. Nhưng đây chỉ là những con chim mồi thôi. Vâng, 3 con đi đằng sau mới là cái vật nó mới là cái điều mà quyết định của cái tên công nhà này. Kia ở khu ta biết luôn, có nhiều. Chạy đâu được con đi đằng rích như này thì không được nghĩ. Kiểu lòng sao. Ở từ nãy giờ anh tôi đây cũng có y. Và cả hai người cùng đang chơi vào nhà 1 năm. Màu 8 game thủ 3 lớp là người đầu cánh của, à không, là người trong cánh của game thủ cầm ban. Ủa Long đang dâng một đống dân lên thì đây. Ủa rồi. Không biết là của anh xe chưa mà anh chạy dân một phát từ nhà lên. Kinh hồn. Đây là cam quy, à đây là game thủ Vô Thường. Và vâng, Thường bây giờ là công cả phủ lên nhà của game thủ Master Noel. Có chữ công ở đây thì Thường xin hết. Được, rồi ngủ đi. Cửa hàng của thủy đã hết mana. Nên nó mới nhọ. Rất chắc thủ. Và ông Thường đang cho thấy mình là một người và rất là khôn ngoan. Vậy thôi, đủ rồi. Ở kia. Hai con lạc đà này đều là còn ít máu thôi, không còn nhiều đâu. Xóc cả phù ở nhà ra. Vâng, đen luôn. Thế hết tỷ lệ. Tôm đây, Sam 10. Có bánh xe rồi. Gắn đi Sam là 58. Tôi vẫn chưa thấy những con cung A của game thủ cầm Miwan đâu. Gắn đi có đóng quay xe và bụng là chính sớm để có thể phát triển cái to không. Nhưng mà từ đấy giờ thì chưa thấy những con lạc đà ban cũng như là lạc đà tơ nó chơi ở nhà anh. Tham lai. Vâng, Miwan của 18 với thủ van lớp đang khá to. Vâng, Quýt cũng rất thinh, chạy dân là rất nhanh. Lạc đà ban nó khá nhiều đấy, đừng có đùa. Cái thủ van lớp là người nằm ở góc 8:30-9 giờ. Đây, đây là những ông nga của thủ van lớp đang bắn những nhà y của Thủ Long và cái thủ tôm. Đây là phần ruộng của Pan. Ô không bò kìa. Sống bò thì chọc thôi. Chứ không biết gì. Vâng, chứ không biết gì. Chúng ta quay lại thì thấy toàn là sát dân thôi. Hỏi chờ một phát là biết ông nào cũng chọc dân mình. Bẩy hết luôn đạo ruộng cho mày luôn. Như vậy là game thủ Cam Quýt đã có một trận thi đấu mà đang không biết là mình chơi dân bằng cách nào. Tô 12. Coi như là cái nhiệm vụ xoay tham và buôn đồ rồi. Vô Thường là người đang nhận đồ để lên 4. Chúng ta có thể thấy. Rồi. Vâng, một tôm thịt nữa là đủ. Gắn đi đâu, gắn đi có cho không? Và gắn đi đang thiếu cơ. Thì anh đã đào vàng rồi. Bắt đầu đang trâu ruộng trâu dân lên. Bây giờ thì gắn đi cũng chỉ cần đứng thủ thôi. Đứng thủ để bắt được đi quân. Màu 5 viên thủ đâu cũng có bại là người cầm quân gì mà nó to vậy rồi. Kata đi ăn. Như vậy thì không biết là Kata hay là gì. Như là Roman thì phải. À vâng, như vậy là Kata. Kata của cái thủ Hoàng Mai Nhi. Khi mà Vô Thường sắp chân thì Hoàng Mai Nhi của nhà sắp chân. Đi hoàng và ekip
là những người mà đứng thủ. Đây là tô 13, Gandhi là 68, bắt đầu đánh đẩy lên để gây với Yuan rồi, không cho Yuan để Gandhi. BC đầu máu đi Gandhi ơi. Tiểu Long, vâng, 8. Vô Dương là 47, bắt đầu đóng A. Việc mà Gandhi gây sức ép như này thì Yuan sẽ không thể đẩy được quân lên. Và Vô Thường sẽ không bị ốp những phút đầu tiên khi mà lên 4. Như vậy là Vô Thường sẽ khỏe. Vâng, Tham Lai mình đang có xu hướng để lại. Màu 6 và 7 đang bé tí thì luôn. Bản đồ đã có. Vâng, đầu máu. Khe này vẫn thủng. Khe BC và bảo cánh rừng vẫn thủng Vô Thường ơi. Một dân của kiếm thủ Tiểu Bạch Long chạy vào đây. Hai dân. Chúng ta sang với ekip của Gandhi. Gandhi đang có cái tham là 84/88. Và anh đang có một tân cung R đẩy lên án ngữ trước cửa nhà một năm. Một năm Hoàng Mai Nhi. Đầu máu chưa? Đóng BC rồi, đầu máu rồi. Tầm này cũng chả cần phải ra 4 giáp biết gì cả. Bởi vì là bây giờ thì cũng chả còn nhiều lạc đạn trên bản đồ đâu. Đây là những khoanh ruộng của cái thủ Văn Lớp. Văn Lớp vừa đẩy quân đi. Định cốt vào nhà Văn đi một cơn. Nhưng bây giờ cũng rơi một cơn vào ruộng. Hot của Vô Thường đã đẩy chưa? Đâu rồi? Vâng, bị lạc đạn bơ này cho em. Bắn chặn lên dành cho vâng, anh chưa đẻ con voi để đâu em gì đây. Tôm là 24, tôm hồi tham rất nhanh. Gunny là 83, Tiểu Anh Long là 5. Và anh đang xây dựng một cơ sở mới bằng 3 cái vùng dậy. Quay lại với Gunny. Không biết là cái tên cung A của cái thủ Văn Lớp đã chạy đâu hết rồi. Sẽ có những cái tên đẩy vào nhà của Gunny. Bởi vì nhân thủ Hà Nội biết rằng Gunny sẽ là người đánh 4 tiếp theo. Và khi mà Gunny đánh 4 thì sẽ là người đánh triệu đôi. Hot của Gaza, còn có triệu đôi của Egypt. Bên kia thì đánh chung ở đâu. Chả nghĩa là đánh cung A Rewan kẻ với cả Mon Gaza. Đánh được cái bài đó thì cực kỳ mệt. Thì ở bên kia là hai nhà Pamper đều chết sâu rồi. Vô Thường đã đến và chúng ta cùng xem Vô Thường. Rồi, lạc đà vào trước. Hoàng Mai Nhi cũng đã có những con hot đầu tiên của mình. Để sự phát triển thì Hoàng Mai Nhi là người có rất nhiều to với Vô Thường. Nhưng mà mình đã có sắp dân thì Vô Thường nó thuộc loại là đang sắp dân điên cuồng luôn. Đi đâu, lên 4 xong, kích đạp đôi. Bây giờ thì anh chuẩn bị nâng cấp công nghệ thôi. Vô Thường sẽ cầm chân các nhà còn lại cho anh. Để khi mà đạp đôi lên khỏe, anh sẽ là người mà đẩy. Vô Thường sẽ là người đi quản. Chỗ này tôi nghĩ là phải cơ cấu thêm 2-3 lớp nữa thôi. Ôm, 15, có y đi quản nhà. Ô, vâng, cái đạo y này nó chui vào đây kiểu gì đây? Tôi vẫn chưa hiểu là game thủ Tôm anh đi vào nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi ở đường nào. Anh đôn thổ vào chăng? Dân của Cam Quýt này. Cam Quýt trận này là quá khổ với game thủ Tôm. Cam Quýt đâu chuối. Vô Thường 81/128. Chuối đã hot kìa. Hot của Mai Nhi bắt đầu đẩy đến nhà y của cái thủ Tôm rồi. Trên bản đồ chúng ta có thể thấy là những cái chấm 1-5 đang di chuyển qua cái nhà y của cái thủ Tôm. À không, dân đặt vàng. Mà Mai Nhi bị chiếm vàng. Nhưng mà nó đẩy, nhưng mà vâng, cái hot này nó đẩy đến nhà của cái thủ Gunny rồi. Phải sang cứu Gunny rồi. Quay sang với Gunny rồi, cái đồ anh lên trưởng. Chuẩn bị lên. Lựa đôi đã xong. Nhưng số lượng nó là chưa nhiều. Cần
phải có những con hot của cái thủ vô thường nữa. Không coi tên cái loại này nó ra thì nó chỉ lắm. Nó không ra. Cái thủ Hà Nội đang có muốn có một tên và chơi được là bắn đi cấp tay luôn bằng những con hot và những con cung ra mi hoàng. Mình không trước đúng rồi. Ai coi tên nào nó sẽ đặc biệt và hút đam là rất tốt. Cái chính là vô thường của cái đội sau được cứu nhà còn đúng tốt hơn thì có kết quả. Đang xuất hiện ở đây. Mấy con lạc gà này vào đây làm cái gì? Tôm là 24. Vô thường là 26. Chính là gắn đi thôi. Thời điểm này số là 20 cho Hà Nội trong trận đấu thứ hai. Một tuần tiếp quyết định của cái thủ Hoàng Anh Nhi. Chúng ta cũng chờ đợi đến trận đấu tiếp theo rồi. Và tỷ số là 0-2. Hà Nội đang dẫn trước. Thank you.